Chú chào khán giả Long. Xin chào khán giả nhá. 500 người đang xem nhá. Giới thiệu tên. Tên tôi là Nguyễn Văn Truyền, xóm vườn nhá. Xóm vườn, xã Cương Sơn. Xã Cương Sơn nhá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang ấy. Đấy, chú Truyền có năm nay trồng nhiều đào? Em trồng 1000 cây. 1000 cây này. Và bán được nhiều chưa? Em bán được ít rồi. Được ít rồi. Giờ hiện nay còn bao nhiêu cành? Hiện nay còn khoảng cỡ 600-700 cành nữa. Gốc nữa. 600 cành, 700 cành. Và đào đỏ này thì ra mấy trồng nhiều? Đào đỏ em trồng 500 gốc. 500 gốc. Và đi dọc con chuyện này. Đấy. Vừa đi vừa ngắt vừa tâm sự. Thì này chú phát cái giá chú định xô thì bao nhiêu? Xô giờ là khoảng cỡ đào đỏ này cỡ 80. Đào đỏ là 80. Và 80 một cành. Và các bác nó hơi bị quá nhanh một triệu nhỉ. Và chứ đào này không nhanh thì chẳng có giá lắm. Ôi đào này tết ra phải trăm mấy đấy. Đúng rồi. Nhưng mà tết là hơn trăm đấy. Hơn trăm. Cái này mà lỡ thế này tầm 20-25 thì công nhỉ? Táo ấy. Công táo. Đào công táo đúng kiểu đấy. Đúng đẹp đấy. Đào đỏ. Và đào đỏ 80. Và mấy trăm cành đào đỏ đấy vừa đấy? 500 cành ấy. 500 cành. Chú trồng năm nay là trồng năm thứ mấy không? Đào mới năm đầu tiên. Năm đầu tiên bắt đầu trồng? Không, chỗ này năm đầu tiên. À ừ, thế và nhưng mà kinh nghiệm trồng nào? Kinh nghiệm thì mấy năm rồi? À thế. Vâng. 23 năm rồi. Vâng. Mấy năm hết. Đấy. Cây này cây chết rồi. Cây này khoanh cố. Tại mình khoanh à? Khoanh đấy, cây này khoanh quá tay. Ừ. Đào đỏ nhiều cái nó làm nó khó hơn nào đào kia. Đúng rồi. Đào đỏ là khó. Đây các bạn, cây này còn vẫn còn răm nụ nhiều lắm. Đúng không? Vâng đấy. Răm nụ nhiều lắm. Không là năm nay thì thời tiết nó mưa nhiều. Nó mưa nhiều nên bị các bạn. Vâng. Đấy, cây này được. Bán xô 80 nhưng các bác về các bác thương thảo với ông chủ 80.000 xô. Xóm vườn Tân Sơn đây nó hơi bị quá. Cây này thì lại vừa là con, cây này chưa gì, cây này lỡ rồi nhưng mà con nhiều mắt lắm. 80.000 các bác thương thảo về xóm vườn. Hôm nay là chiều 11 thôi. Đấy, cây này còn răm nhiều lắm. Mắt nhiều lắm. Cây này là quá. Đấy. Hơi bị sớm một tí các bạn. 80.000. Giờ tôi quay cái đào. Trắng quá. Lẫn cả phai quá. Đấy, phai đấy. Đấy, cây này thì khả năng vừa rồi. Cây này vừa rồi. Cây to cây bé cắt xô. Xô hết. Thì nhà chú tên là gì anh? Quên mẹ tên. Truyền. Nếu mà xô hết là bao nhiêu chú Truyền? Hả? Xô hết hạ cho người ta. 70. Nếu xô hết 70. Tặng khoảng độ. Đây là một ruộng, ruộng này là bao nhiêu cây? Ruộng này hơn 200 cây. Ruộng này hơn 200 cây. 210, 230. Ruộng này nó có 12 thước mà. 12 thước. Tầm bao nhiêu? Tầm bao nhiêu cây? 200 mấy không đếm. Hơn 200 vào. Đây này, các bác mắt vẫn còn nhiều. Nhiều. Ừ.
Khu này toàn đào, nhiều đào. Đào lắm. Đào em là đào một năm phải không? Vâng, năm đầu tiên. Năm đầu tiên. Đúng không? Thấy đào à? Ừ. Đủ các bác phục vụ các bác chơi. Nhiều còn nhiều hơn Nhật Tân rồi. À, Nhật Tân bên không bằng họ. Không bằng được. Nhưng mà bên này vẫn thua bên đấy. Bên bên Bảo Sơn. Bảo Sơn cả xã. Bên này mới có thôn Tân An một vài hộ mới thôn 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 vườn của chú là đông chứ còn vườn thì nhiều lắm, vườn chắc phải có 50 gần hết. 50 không mẫu. Thấy ấy đâu, bảo khoảng độ 300 hộ dòng gần hết. 50 mẫu. Có không? Vâng, cỡ 50 mẫu. Dòng gần hết. Vâng. Không nhỉ? Nhiều. Đây ảnh hưởng bị... ảnh hưởng của mưa không? Ảnh hưởng mưa nó lên lọc rồi. Lên lọc. Nhà anh thế thôi. Nhưng mà chú bắt buộc phải bán hạ giá. Chứ đào này ấy thì không có giá này. Vâng. Lẫn một ít đào phai nhỉ? Hay vâng. Một nửa đào phai? Đâu mua nó lẫn đấy. Thế nhưng mà lẫn đào phai. Mình mua lúc còn bé thì người ta bán nó lẫn rồi. Mình mua đào đỏ lẫn đào phai. Ừ, tức là gieo lẫn. Vâng, nó ghép thế, nó kiểu nó cứ bán lẫn. Ừ. Giá thì vẫn bằng nhau, mua lúc còn sống thì giá bằng nhau. Giá bằng nhau. Vâng, cái phai làm thế chứ cái đỏ làm khó. Cái đỏ làm khó. Đỏ là ấy à? Khoanh khó lắm. Và khoanh nó khó. Khó hơn nhiều. À, thế đây là ruộng này, ruộng nào đó? Ở đây gần đây. Em còn đằng kia, đằng kia trong. Mấy ruộng? Hai ruộng. Có đèo? Cũng đẹp. Có hay cũng như này, giá như này hay là? Và. Hả? Và. Giá cũng này. Giá này. Thời điểm giờ là giá này còn đến Tết thì chưa nói đến. Ừ, giả sử người ta đặt mai kia là mình phải bán ra này hả? Và. Tết thì chưa nói đến. Tết thì không biết một là ăn hay là thua. Tết kiểu như nếu đánh bạc mà, nếu như đánh bạc thì đại khái là ăn ngon, là nếu có người giả là bán được rồi. Tết như đánh bạc thế. Công nhận không? Đào này là đã dùng chơi được, người chơi được rồi. Đào này thì cắm đẹp rồi, giờ cắm đẹp rồi. Cái ruộng kia có sang? Xả lắm. Tiếp đường kia? Qua làng bắt đầu vào. À, qua làng. Rồi. Tức là tổng hiện nay là còn... 6-700 nữa. 6-700 nữa. 6-700 cây nữa. Đấy, clip này là của chú nó ngắn thì chú chào khán giả xong. Chào khán giả nhá. Ừ, đọc số điện thoại mới địa chỉ. À, 0944 985 506. Nhà vườn tên cả vợ tên là cứ tìm đến nhà Hòa Truyền. Nhà gì? Hòa Truyền. Truyền Hòa. Truyền Hòa. Vâng. Tổng tên là Truyền và tên là Hòa. Vâng. Số điện thoại đọc lại, đọc chậm, chú đọc chậm. 0944 rồi. 985 rồi. 506 đấy. Vâng. Các bác tìm địa chỉ. Chiều hôm nay là chiều ngày 11 âm. Nay 11 âm hả? 11 âm. 11 âm. Tháng 12. Vâng. Ai phát... yêu cầu đào ông công táo là lên đây. Ừ, phát sóng lúc khoảng 4 giờ. Vâng. Trời bắt đầu tối rồi. Trời đang tối rồi, bắt đầu tối rồi. Các bác... có yêu cầu. Yêu cầu thì đặt hàng với nhà Truyền Hòa. Có 600 cây. Giá 70 xu. Các bác vẫn mặc cả không ạ? Qua clip của ông Long Vlog này thì... các bác đăng ký ủng hộ kênh ông Long nhé. Đấy, cây này đẹp lắm. 70 nhưng các bác về vẫn mặc cả. Giả sử các bác mua nhiều thì các bác mặc cả. Ở thôn vườn xã Cương Sơn, nhà vườn Truyền Hòa. Đấy, ông view lại một cái cho các bác biết cây của nó đều nào. Ông Long không ngắt được ông, cả cây to, cây bé. Đây cây này là nhỏ này. Nhỏ nhỏ. Đấy, đây cây. Đấy các bác nhìn. Hoa mắt. Đấy. Hoa mắt đấy các bác. Cây này đẹp lắm, cây này vừa tầm. Cái thì nở rồi. Nở nhưng mà còn hoa mắt. Còn mắt. Đào lơm. Thôn vườn Cương Sơn. Đấy. Tôi view cảnh của xóm vườn Cương Sơn Nam Giang. Buổi chiều đông cuối năm rét này, độ hôm nay là hơn 10 độ các bạn. Đấy, chỗ lùm cây kia là bờ sông Lục Lam. Chỗ lùm cây xanh là họ dòng Bạch Đạt. Về hướng Long Vlog. Họ kênh của ông Long quá nhé. Đấy, các bác nhìn toàn một màu là đào.
các bác miền Trung, miền Nam, miền Bắc buôn đào nhỏ nhỏ vừa tầm tiền thì về với xã Cương Sơn, thôn Vườn. Thôn Vườn xã Cương Sơn. Dòng kết thúc clip ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Dòng Vlog. Xin chào các bạn nhé.